Rồi không biết em lãnh lương tháng đầu tiên em dùng làm cái gì không? Đừng có nói là dùng số tiền để mua hết bánh kẹo ăn nha. Đâu có đâu chị, em chỉ dùng tiền mua đồ cho Tâm Anh đi học à. Tiền còn lại em cho chị May mượn rồi. Dạ. Ủa sao vậy anh chị? Em mới nói gì vậy? Em cho chị My mượn hả? Dạ đúng rồi. Con bé đó tiền nhà tháng này nó còn chưa đóng nữa, tiền em cho nó mượn chi vậy? Ủa anh, chứ không phải chị My giàu lắm hả anh? Em thấy chị My mặc toàn đồ đẹp mà. Trời, thì nó mượn tiền người ta mua không á em? Con bé sống nhà xã hội mà. Trời ơi em khờ quá à. Nó hẹn em khi nào trả? Dạ sáng mai. Trời ơi sáng mai nó mà trả em anh đi uống tóc liền đó. Chú thì có một cái chuyện này không tính kể mà thôi kể cho con nghe luôn. Từ lúc chị My chuyển vô đây á, có mượn tiền của chú, tới bây giờ cũng chưa trả. Thấy chưa, kể cả những người này cũng chưa trả. Anh kia hứa là sáng mai sẽ trả nên ông sẽ đi cạo đầu. Con coi cái tóc. Thiệt đó, không có cơ hội cắt tóc luôn. Không có tiền để đi cắt tóc thôi. Này nè, dài thộng thường luôn nè. Em nói gì đi chứ? Im hoài vậy? Đố anh biết em đang nghĩ gì. Hát nữa hả? Em đã hứa là em trả là em sẽ trả mà. Em cũng biết là con bé đó nó đâu phải khá giả gì đâu. Tiền kiếm cực khổ em biết hết luôn á. Tại vì em bức quá em mới mượn thôi, nhưng mà em sẽ trả. Có một bài em xài hoài luôn á. Em không bao giờ mà em nghĩ cho người khác. Hả? Em hứa người ta là sáng nay trả nè. Rồi đâu cuối cùng sao? Em thấy mạnh miệng không My? Đây là lần thứ mấy bồ nói xạo rồi, ai mà tin bồ được. Tôi có, tại vì ba tôi đang giận tôi cho nên mới hỏng chuyển tiền cho tôi thôi. Anh Quốc, cho em mượn tiền nha. Em nghĩ anh có tiền luôn á hả My? Em bây giờ em lầy vậy luôn hả? Tới anh mà em còn mượn được hả My? Thì anh cũng phải chị có My tiền ơi. Dành dụm. Ơi chị My ơi. Ơi gì? Dạ chị My đâu anh? Em tìm chị My hả? Dạ. Chị My không có dưới đây đâu. Đây nè em. Chị ơi, chị làm gì dưới đó vậy? Ơi, chị đang cột dây vậy. Ủa em qua là hả? Ê, ngồi xuống đây uống cà phê với chị. Thôi My ơi, có cà phê nữa hả? Ô, quên không có cà phê. À, để chị chạy đi mua nha. Thôi em diễn kìa. Giữ lại. Ôi ngồi xuống đây đi, cà phê cà pháo gì. My à, My, mọi người rất là thương em luôn á, nhưng mà sao em diễn xuất ghê quá vậy, có một bài em làm hoài. Dạ thôi khỏi đi chị, mà giờ chị có thể đưa tiền lại cho em không, rồi em đi ra gửi ngân hàng luôn. Ồ, tiền của em á là chị tính đưa cho em rồi, nhưng mà tại vì chị có cái chuyện đột xuất á. Em cứ đi làm công chuyện thêm một vòng nữa đi, em quay lại đây là chị sẽ trả hết tiền cho em luôn á. Mà lát nữa là chừng nào hả chị? Khoảng 3 giờ chiều á. 3 giờ hả chị? Lại là 3 giờ. Thứ thật nhiều, thứ thứ thì cũng thật nhiều, thứ thì tôi nhét thật nhiều nữa đi. My à, 3 giờ chiều nay em mà trả được cho con Tâm ý, anh hứa anh sẽ đi thắt bính cái đầu anh. Anh sao á, em nói 3 giờ trả là em trả mà. Em đi kiếm gì làm thêm vòng nữa đi nha. Chị lên ngủ xíu. Chị ơi. 3 giờ mà. Nha, nói chuyện với anh chị đi. Thôi, em tạm tin chị My lần nữa cũng được. Chứ giờ làm gì được nữa. Tính con bé My nó đã dậy rồi còn nhào nhào vô nó không biết. Mà có tiền không cho anh mượn với? Dạ. Cho anh mượn 200 anh đi làm tóc cái. Anh à. Anh giỡn mà. Thôi, nói chứ có tiền cho chị Mai mượn với em. Dạ. Anh này cứ giỡn hoài. Có anh giỡn đó mà. À. Ba ơi, ba cũng năn nỉ ba đó, ba chuyển tiền cho con đi ba. Không có được. Thôi mà ba ơi, con hứa luôn, con hứa là con sẽ bỏ cái tật ba ăn xài phung phí mà, ba chuyển gấp giùm con đi, không thôi là con mất mặt lắm đó ba. Ba nói là không được. Lần này ba phải để cho con tỉnh ra mới được. Ba ơi, đừng vậy mà ba. Chị My ơi, sao chị núp ở dưới đó vậy? Ủa? Em thấy chị hả? Dạ. Bộ chị định trốn em hả? Ừ, đâu có. Tại vì em tới chị không có để ý.
Dạ, em tới lấy tiền hả chị? Ô, chị hẹn em 3 giờ mà. Dạ, bây giờ là hơn 3 giờ rồi á. Vậy hả? Chị cho em xin tiền đi chị. Từ ngày em dán tóc lên nè, chị thấy hợp với mặt em á, xinh ghê. Dạ, chị cho em xin tiền nha. Em còn phải đi nữa. Ừ, chị biết mà. À, thật ra chị có công chuyện. Cho nên tối chị đưa tiền cho em nha. Tối nha chị. Ừ, tí nữa chị sẽ đi dạy học cho Nguyên đó. À, xong rồi chị sẽ lấy tiền lương luôn. Là chị sẽ đưa cho em luôn á. Chị nói thiệt không? Ừ, thế mà. Alo. Nguyên ơi, hôm nay em với cô ra một quán cà phê học nha. Không thôi thì em qua chỗ cô học cũng được. Được không em? Đi dạy kiếm tiền mà chảnh vậy hả? Không tới thì thôi. Không phải. Được rồi. Để cô qua nhà em. Đừng có nói với mẹ em gì nha. Chị gặp em chị hết hồn dữ vậy? Đâu có hết hồn gì đâu, chị chạy từ dưới lên chị thở. Chị đi dậy nha. Chị. Ồ, chị My ơi. Chị dạy xong chị sẽ trả tiền cho em đúng không? Tất nhiên rồi, tại vì bây giờ tới giờ dạy rồi, chữ nó chạy trong đầu chị quá trời nè, chị phải vô chị dạy liền, không thôi chị quên. Chị vô dạy nha. Vậy em chờ chị nha. Ừ. Rồi sao giờ ta? Buổi họp hôm nay kết thúc rồi. Cô về chưa nha? Tôi chưa gì vậy? Nhưng ơi, nhà của em á, ngoài hai cái đường này ra, còn đường nào khác để ra ngoài không? Có sao không? Chỉ cô đi. Còn đường rồi nè. Em bị điên hả? Cô kêu em chỉ cho cô cái đường đi chứ đâu phải cái đường chết đâu. Thì hỏi ngoài con đường này ra thì còn đường nào khác không? Thì nè. Chị My, chị đang trốn em phải không? Em nói gì vậy? Sao tự nhiên chị trốn em làm gì? Làm gì chạy cháy nhà trời? Chị My, tại sao chị lại trốn em? Làm gì giống ma đuổi vậy? Rồi cuối cùng cái này là ai đuổi anh? Chị My, chị trốn em hả? Ở đâu nhanh quá chị ơi, chị chạy không có nhanh bằng em đâu. Thank you.
em vẫn tin chị. Nhưng mà bây giờ em đang giận chị lắm đó. Giận mà nó cho gì vậy trời. Tất nhiên em biết sẽ không có chuyện chỉ có tiền mà không chịu trả cho em. Chắc là chỉ có lý do gì thôi. Nhưng mà em nghĩ nếu cứ chờ hoài, chắc tới Tết Congo chị cũng chưa trả được tiền cho em. Cho nên em đã giải quyết theo cách của em. Cách của nó là cách gì vậy trời? Suy nghĩ hoài mà cũng không biết được cách giải quyết của nó là gì vậy ta. Nhỏ này khó hiểu thiệt. À, cái gì đó? Chị ơi, bộ sưu tập giày của chị, mỗi đôi em lấy một chiếc. Khi nào chị gửi tiền cho em thì em trả giày lại. Em hy vọng chị đừng quá đau buồn về việc này. Thì đó là cách giải quyết của nó đó hả? Ba ơi, ba hại con rồi. Tâm Ý ơi. Ủa? Dạ. Sao chị? Chị gửi em trước 500. À, vậy là em nhận của chị 500. Chị còn thiếu em lại 3.160.000 nha. Ừ. Rồi, chị ký giùm em nha. Xong rồi đó. Dạ, cảm ơn chị. Tâm Ý, cho chị chuộc lại chiếc giày mũi nhọn màu đen da bóng 7 phân. Tại tối nay chị đi tiệc á. Dạ, chị đợi em xíu nha. Màu đen, da bóng 7 phân hả chị? Cái này phải không chị? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn em nha. Dạ. Tâm Ý à, đưa chị thêm chiếc nữa chắc không được đâu hả? Dạ, 500.000 là một chiếc hả chị? Ừ, chị biết mà. Dạ.